Hôm nay em Toàn Thắng lại lên sóng giới thiệu với các bác một sản phẩm máy giặt Panasonic VX5600 LAVR 5600 nhé. Con này VR5600N bên tay phải các bác nhé. Đây, em cũng xin giới thiệu với các bác một con sản phẩm này là sản phẩm máy giặt sấy Block giặt 9 sấy 6. Nếu em có con 5600 này mà không đẹp số 1 thì cũng không có con nào hơn nó cả các bác nhé. Đây em quay cho các bác. Mới tinh. Bác nào xem clip lần đầu tiên của em thì cho em xin một nút kênh đăng ký màu đỏ để ủng hộ kênh. Em thường xuyên lên sóng các sản phẩm Nhật, đồ gia dụng Nhật Bản nha các bác nhé. Đây các bác nhìn này, mới này các bác. Thực ra đồ Nhật này thì mỗi người một kiểu, mỗi người một ý. Nhưng đối với em con VR5600 này nó là một con chuyển động trực tiếp. Dòng ba la này thì nó lành rồi. Em đã test và giặt sấy. Con này rất là mới, con này hàng đấu giá về các bác nhé. Nhìn nó mới thế này cơ mà. Khi ấn nút nguồn lên nó lên có cái chương trình hiển thị đây rất là đẹp. Mẫu VR5600 này thì được rất nhiều người ưa chuộng. Nhất là cái khoản giặt sấy của nó thì vừa giặt vừa sấy lại còn thơm lức, thơm phức các bác nhé. Eco là Vinalo. Tuy em cũng giới thiệu luôn con VR5600 này là đời 2010. Đây em quay thông số các bác. Đời 2010. Nhưng rất dòng này rất là bền các bác nhá, lồi đồng cối đá luôn. Nếu ai chơi đồ bãi thì con này nó là số 1 của máy giặt rồi. Tất nhiên cái gì nó cũng có cái ưu và nhược điểm. Đời VR này thì nhiều người chuộng nhưng nhiều người thích đời cao thì chuyển sang VX các bác nhé. VX thực ra nhà em cũng có rất là nhiều. Nhưng VR này thì cũng nhiều anh em đánh giá là chất lượng cao và độ bền bỉ nó rất là lâu. Con này cực kỳ mới như các bác nhé. Đây, em quay chi tiết cho các bác này. Cực mới luôn. Con này thì nó là đời cuối cùng của chuyển động trực tiếp của hãng Panasonic. Thành vạch sáng choang. Em dám khẳng định lại là nếu con này bảo là không đẹp thì cũng không có con nào đẹp hơn được nữa các bạn. Nó mới như thế này cơ mà. Bác nào mua thì ủng hộ em 0914300368. Thì con này là em thực ra máy giặt năm nay các bác cũng thông cảm là nó lên giá cao, cước vận chuyển 3-4 triệu thêm một con. Trước con này các bác chỉ mua 15-16 triệu, bây giờ nó lên 19 triệu các bác nhé. Thì thực ra bọn em mua thì nó cũng theo giá thị trường. Ai mà mua được thời xưa thì có thể là khả năng rẻ. Con này thì em bán 19 triệu. Bao lắp đặt, bao đổi nguồn. Bảo hành 1 năm. Bởi nguồn xịn nha các bác. Đồ cực kỳ chất, cam kết nguyên zin, không động chạm, không sửa chữa. Con này nguyên bản từ A đến Z các bác ạ. Bọn em cũng không phải làm gì cả. Cực kỳ mới. Về hàng này thì cũng không phải làm gì thật các bác ạ. Quá mới.